19h45 ngày 18 tháng 6, Công an thành phố Tam Kỳ cùng Công an phường An Mỹ đã ập vào bắt Triệu Quân Sự tại quán Internet ở kiệt 155/11 đường Hùng Vương, kết thúc hành trình 15 ngày lẩn trốn của kẻ vượt ngục có lý lịch bất hảo. Thượng tá Sơn cho hay, qua lời khai ban đầu, chiều mùng 3 tháng 6, lợi dụng thời cơ, Sự nhảy qua bức tường rào có lưới thép gai rồi trốn khỏi trại giam T10. Sự trốn khỏi trại giam rồi trộm một xe máy và một chiếc điện thoại tại tỉnh Quảng Ngãi. Đến 1 giờ ngày mùng 4 tháng 6, Sự đến thành phố Tam Kỳ, dừng xe trên đường và nghỉ ngơi, sau đó bán chiếc điện thoại đã cướp được với giá 700.000 đồng. Đến 16 giờ, Sự đến gần đèo Hải Vân, Đà Nẵng thì bị lực lượng cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe nhưng không chấp hành, bị truy đuổi, Sự vứt xe rồi chạy lên núi ẩn nấp. Khoảng 21 giờ cùng ngày, từ đèo Hải Vân, Sự lần tìm đường xuống bờ biển dưới chân núi rồi tiếp tục đi theo bờ biển vào trung tâm thành phố Đà Nẵng. Đêm mùng 5 tháng 6, Sự đột nhập vào nhà người dân lấy trộm một điện thoại và số tiền khoảng 700.000 đồng, đi bộ vào trung tâm thành phố Đà Nẵng, ở lại nơi này khoảng 2 ngày, ngủ trên ghế đá dọc biển Mỹ Khê. Sáng mùng 7 tháng 6, Sự vào thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam rồi sau đó đón xe ôm vào Tam Kỳ. Tại đây, Sự tiếp tục lang thang ở các tuyến đường, vào trộm thêm một điện thoại, bán được 2,5 triệu đồng và ngủ trên vỉa hè. Sáng mùng 8 tháng 6, Sự đón xe đến huyện Đại Lộc, Quảng Nam, rồi rạng sáng mùng 9 tháng 6 lại ra hai tiệm tạp hóa gần nhà nghỉ trộm được hơn 6 triệu đồng. Sau đó người này đón xe về lại Tam Kỳ. Từ mùng 9 tháng 6 đến 18 tháng 6, Sự đi lòng vòng ở địa bàn này để chơi game. Đến khoảng 20 giờ ngày 18 tháng 6 thì Sự bị bắt. Triệu Quân Sự là đối tượng hết sức nguy hiểm. Chúng tôi đang hoàn tất các hồ sơ thủ tục để bàn giao đối tượng cho cơ quan điều tra quân sự Bộ Quốc phòng điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Thượng tá Sơn nói, Triệu Quân Sự từng là quân nhân tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1, trước khi gây ra vụ án mạng sát hại một nữ chủ quán cà phê cướp tài sản tại Hà Nội vào năm 2012. Tháng 3 năm 2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 mở phiên tòa xét xử tuyên phạt Sự án chung thân với các tội danh giết người, cướp của, đào ngũ. Năm 2015, Triệu Quân Sự cùng một phạm nhân khác cũng tổ chức vượt ngục và thành công. Đúng một tháng sau, Sự bị bắt giữ tại Hà Nội. Những thông tin mới nhất về vụ việc Triệu Quân Sự sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật.